các bác. Hôm nay em xin hướng dẫn các bác cách sử dụng sản phẩm vệ sinh dàn lạnh điều hòa 3T. Các bác có thắc mắc tại sao mình vệ sinh nội thất thường xuyên, thậm chí là xịt cả nước hoa của mùi, nhưng chỉ vài hôm thì xe lại bị mùi hôi khó chịu trở lại, làm cho người ngồi trên xe rất dễ bị say. Trong trường hợp những chiếc xe như vậy thì theo các bác thợ nói là 80% mùi phát ra từ hệ thống điều hòa. Hệ thống gió điều hòa thì nằm dưới táp lô xe, không bao giờ được vệ sinh nên trong đấy chứa rất nhiều nấm mốc gây mùi, những vi khuẩn có hại cho sức khỏe và bụi bẩn. Sau đây em xin hướng dẫn các bác cách sử dụng vệ sinh làm trả lại mùi thơm tự nhiên cho chiếc xe của bạn. Trước khi thao tác vệ sinh thì các bác cần bật điều hòa để chừng 10 phút ở mức công suất cao nhất. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách vệ sinh lọc gió và sử dụng cái sản phẩm vệ sinh dàn lạnh điều hòa 3T. Bước đầu tiên là mình phải vệ sinh cái lọc gió điều hòa. Thông thường thì xe nào cái lọc gió nó cũng sẽ nằm dưới táp lô. Chỗ này thì nó có hai cái lẩy lọc gió. Mở ra. Đây là cái lọc gió điều hòa. Lâu ngày nó rất là bụi bẩn. Mình vệ sinh nó đi. Sau đó thì nếu mà lọc gió nó bẩn quá mà lâu ngày mình chưa thay thì mình có thể lại thay cái lọc gió mới. Sau đó mình lắp lại. Bước này nó rất là đơn giản nên là ai cũng có thể tự làm được. Bước thứ hai thì mình sẽ tắt điều hòa đi. Mở tất cả các cửa gió điều hòa ra. Sau đó mình sẽ lắp cái vòi và cái ống vào đầu của chai bình xịt. Mình cho vòi thật sâu vào trong các cửa gió. Một chai này thì mình có trong một xe thì mình có thể mình mở hết cửa gió ra, ấn thật sâu vào và mình xịt. Một chai này thường thường mình sẽ sử dụng trong được một xe. Các bác lưu ý nhé, ấn thật sâu vào nhé. Thông thường thì một xe mình sẽ sử dụng hết một chai vệ sinh dàn lạnh điều hòa 3T. Sau khi mình xịt hết vào cửa gió thì mình sẽ đóng điều hòa lại. Đóng hết cửa điều hòa lại. Mình sau đó mình bật điều hòa lên và chỉnh ở một cái mức độ gió phù hợp để sao cho cái bọt này nó không tràn ra ngoài xe. Sau đó đợi dung dịch hòa tan bụi bẩn nó mốc và thoát theo đường nước thải điều hòa ra ngoài hết. Nếu mà các bác thấy đường nước thải màu nó vẫn còn màu đen thì có thể làm thêm lại một lần nữa. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em đã làm sản phẩm về trên xe nhà em và cảm thấy rất hiệu quả. Các bác cùng trải nghiệm nhé.